Xin chào các bạn Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu dây len cho bé xinh xắn như thế này Và đây là một số nguyên liệu cần cho mẫu dây này ha Đầu tiên thì cần móc cho mình một mẫu mặt đế dây len như thế này Mẫu mặt đế này mình cũng đã có hướng dẫn ở video trước rồi ha Các bạn có thể nhấp vào link ở phần mô tả để tham khảo Sau đó mình tăng size cho phù hợp Phần mặt đế của mình nó sẽ có 3 công thức móc Công thức đầu tiên sẽ dành cho những size dưới 11,5cm Công thức thứ hai dành cho những size từ 12 cm cho đến 14 cm và công thức thứ ba từ 15 cm cho đến 17 cm ha. Đối với những bạn nào mà móc theo công thức size nhỏ á, mà khi mà mình móc cái phần mặt đế của mình nó không có được thẳng mà nó bị cong á thì khi các bạn móc cho mình hoàn tất các cái hàng móc như thế này rồi, các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái mũi móc lại. Khi mà mình canh chỉnh mũi móc nè, đây các bạn sẽ canh cho mình cho nó phẳng ở các cái mũi móc cho nó đều lại thì cái mặt đế của mình nó sẽ phẳng ra ha hoặc là những bạn nào mà còn không phẳng nữa các bạn sẽ dựa cho mình vào công thức của mặt đế 12cm đổ lên tức là cái phần gót giày này nè ở cái chân cuối cùng của mình là một mũi đầu tiên và bốn mũi cuối cùng tức là năm mũi đơn ha chỉ khác là cái hàng ngoài cùng này của mình nó sẽ thay thế là mũi nửa kép hoặc là mũi đơn tùy vào các bạn móc size nào thôi ha nó sẽ giúp cho mặt đế của mình nó phẳng và cái bề rộng của nó nhỏ lại tùy sai ha Mẫu này thì mình móc size nhỏ cho nên mình sẽ đưa cái mặt phải xuống dưới và mình móc cái mặt trái vào bên trong. Những bạn nào mà móc size lớn thì lưu ý đưa cho mình cái mặt trái xuống phía dưới để lát nữa mình dán đế ha, che lại cái mặt trái của sản phẩm nè. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dày ha. Ta sẽ đưa sợi len ra phía sau nè, dùng cái mặt mà các bạn sử dụng ha. Đâm kim ở phía sau của cái chân mũi dời vừa kết thúc của phần mặt đế là cái chân ở phía sau của sợi len thừa nè để ý ở cái hàng móc cuối cùng của phần mặt đế mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc theo cái chiều mà mình đang móc nè thì nó sẽ có một đường bên dưới như thế này mình sẽ đâm kim vào cái đường nằm bên dưới ha thì cái chân đầu tiên cũng đâm kim vào đường bên dưới sau đó mình sẽ kéo cái sợi len màu hồng qua móc lên một mũi móc xích sau đó lần lượt móc vào các cái chân móc mỗi chân làm một mũi nửa kép ha mình sẽ móc lên cái phần thân dài này trước nè cứ mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép và móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Tất cả các cái mũi móc lưu ý đều đâm kim vào cái đường nằm ở bên dưới như thế này nhé. Tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi nè, cái phần thân dài của mình nó sẽ có cái độ cao như thế này. Ta đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng sau đó móc lên một mũi móc xích đây ta sẽ có được cái hàng đầu tiên của phần thân dài khi đã có được hàng đầu tiên của phần thân dài rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chia mũi để mình tạo cái họa tiết thân trước gồm sò và cái họa tiết kép đơn ở chính giữa nè để tiện cho việc phân chia được mũi móc hơn á thì các bạn sẽ để ý cho mình cái phần mặt đế ha để ý hàng ngoài cùng của phần mặt đế nè thì đối với mẫu của mình á mỗi họa tiết sò so hai bên nó sẽ chiếm là bốn cái chân móc còn cái họa tiết ở chính giữa tức là các cái mũi kép đơn ở chính giữa của hai họa tiết sò so nè các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng cuối cùng của phần mặt đế tức là khi cái phần mặt đế của mình hàng ngoài cùng mình móc là mũi nửa kép thì các bạn sẽ chia cho mình điểm chính giữa của hai họa tiết sò so đó tức là các cái mũi kép đơn nằm chính giữa là ba mũi những bạn nào mà móc cái hàng ngoài cùng là mũi kép đơn thì mình sẽ chia làm 4 mũi còn những bạn nào mà móc size lớn hơn có 3 vòng thì các bạn sẽ chia cho mình làm 5 hoặc là 6 mũi tùy vào cái kích thước của phần đáy mà mình chia cho phù hợp ha thì sau khi đã chia được cái điểm chính giữa rồi nè hai họa tiết sò hai bên của mình nó sẽ chiếm bốn chân móc cho mỗi bên ha thì các bạn sẽ chia cho mình như sau ta sẽ gặp đôi cái phần mặt đế lại canh chỉnh cho mình cho mũi móc nó đều ra nè sau đó mình sẽ gặp đôi cái phần mặt đế theo chiều các bạn đang móc ha Mặt trái hoặc là mặt phải theo chiều các bạn móc nè Sau đó mình sẽ lấy cái chân móc nằm chính giữa từ cái phần đỉnh của dây Đây, mình sẽ lấy một điểm nằm chính giữa ha Ví dụ như mà khi các bạn gặp cho mình mà nó hơi xê xích một tí ở đây nó có hai mũi nè ví dụ hai mũi nằm chính giữa luôn chọn cho mình một mũi ha làm sao cho nó thẳng là được khi đã có được một mũi rồi ở đây mình móc size nhỏ Hàng mũi phía ngoài của phần mặt đế là mũi nửa kép Lúc này cái điểm chính giữa của mình sẽ là ba mũi kép đơn ha Thì từ cái điểm mình đánh dấu này các bạn sẽ dời ra cho mình vào cái mũi kế bên này Và dùng kim đánh dấu tiếp tục đánh dấu vào cái mũi bên này Tức là ở đây mình sẽ có ba mũi nè ba mũi này ba cái chân móc này sẽ là ba chân móc mà mình móc mũi kép đơn nha những bạn nào mà móc size lớn thì lưu ý canh chỉnh cho mình 4 hoặc là 5 mũi tùy sai khi mình đã có được cái kích thước này rồi thì để ý cho mình nè ở cái họa tiết sò hai bên thì mỗi họa tiết sò nó sẽ chiếm bốn cái chân móc bốn cái chân móc ở phía dưới thì từ cái chân móc này đếm ra cho mình chân móc thứ tư ha mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ tư đó sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình cho bên đối diện luôn đếm ra nè đánh dấu vào chân thứ tư ha như vậy là mình đã có được cái số mũi móc của phần thân trước rồi nè bây giờ mình sẽ tiếp tục móc ha từ phần thân sau các bạn sẽ móc cho mình mũi móc đơn mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn cho đến chân mà mình đánh dấu ha Sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu rồi, lúc này mình sẽ có bốn chân để tạo họa tiết sò. Thì ở bốn cái chân này các bạn sẽ tháo cho mình kim đánh dấu ra ha. Kim đánh dấu là chân thứ nhất nè. Thì mình sẽ bỏ qua chân thứ nhất là cái chân mình đánh dấu và cái chân thứ hai. Ta đâm kim vào cái chân móc thứ ba và mình sẽ tạo họa tiết sò ở cái chân móc thứ ba ha. Bỏ qua hai chân đầu tiên nè. Sau đó móc vào chân thứ ba cho mình một họa tiết sò. Thì họa tiết sò của mình nè, các bạn sẽ lấy len cho mình lên trên kim sau đó ta đâm kim vào chân móc thứ ba Kéo lên qua chân móc Lúc này các bạn sẽ kéo dài cái sợi len một tí cho nó bằng với hai cái chân móc phía dưới hai chân móc mình bỏ qua Sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai Kéo cho bằng với sợi ban đầu Lấy lần thứ ba Đâm kim và kéo len kéo cho bằng ha Tiếp tục lần thứ tư Đâm kim kéo len cho bằng luôn nè Sau đó các bạn sẽ kéo cho mình qua hết các đường móc ở trên kim móc lên một bụi móc xích khóa mũi ta được một nửa củ sò rồi thì tiếp tục móc thêm cho mình một lần nữa vào cái chân móc thứ ba đó luôn lấy lên lần thứ nhất nè đâm kim vào chân thứ ba đó kéo cái sợi len qua và kéo dài cho nó bằng với cái mũi ban đầu ha đây lấy lên nè đâm kim nè kéo len kéo cho bằng lần thứ hai tiếp tục lần thứ ba và lần thứ tư sau đó mình kéo len qua hết tất cả các cái đường móc ở trên kim móc lên một bến để khóa mũi như vậy là ta sẽ có được một hoại tiết sò như thế này sau khi hoàn tất được hoại tiết sò thì tiếp tục ở ba chân móc kế tiếp chân thứ tư là mình bỏ qua rồi ha vì nó nằm ở trong cái hoại tiết sò của mình rồi thì mình sẽ không tính ở cái chân thứ tư tính từ cái chân mà mình đánh dấu nè ở đây mình có ba chân ha dựa vào mặt đế thì mình sẽ có ba chân sau đó tháo cho mình cái chân đầu tiên và chân thứ ba đó ra nè mình sẽ móc vào ba chân đó mỗi chân làm một mũi kép đơn ha và cái chân mình đánh dấu một mũi nè, chân nằm chính giữa một mũi. và cái chân mình đánh dấu thứ hai cũng móc một mũi kép đơn luôn. như vậy là ta sẽ có được khoảng cách giữa hai cái họa tiết sò là ba mũi kép đơn. tiếp tục sẽ là bốn chân móc kế tiếp, bốn chân này mình sẽ tạo một họa tiết sò tương tự như cái họa tiết sò mà mình tạo đầu tiên. và lưu ý ha, ở sát mũi móc đơn thì mình cách hai chân, còn sát mũi kép đơn cách một chân thì lúc này mình móc sát mũi kép đơn các bạn sẽ cách cho mình một chân móc mình móc vào chân móc thứ hai một họa tiết sò ta sẽ lấy len lần lượt 4 lần lên kim ha đâm kim vào cùng cái chân móc thứ hai đó kéo cái sợi len qua chân móc và các bạn sẽ kéo cho mình bằng với cái họa tiết sò đầu tiên mà mình làm ha kéo bằng luôn nè lần thứ hai tiếp tục lần thứ ba và lần thứ tư sau đó kéo qua hết các đường trên kim móc lên một bính khóa mũi và tiếp tục làm lần thứ hai lấy lên lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư sau đó kéo qua hết các đường trên kim và móc lên một bính để khóa mũi ta hoàn tất được họa tiết sò so thứ hai nè và mình cũng hoàn tất được cái họa tiết của thân trước tiếp tục đến phần thân sau thì tương tự như bên hông còn lại cái chân mà mình đánh dấu đây là cái chân thứ tư rồi nè thì mình sẽ tháo kim đánh dấu đó ra ha và mình cũng bỏ qua hai chân móc sát với cái họa tiết sò đó móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng Sau khi đã hoàn tất cho đến cuối vòng rồi thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để mình kết thúc vòng. Lưu ý ở sát đây nó có một cái chân của mũi dời kết thúc nè. Đây không phải là chân móc nha, mà nó chỉ là chân mũi dời thôi. Ta đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên của hàng móc này, móc vào đó một mũi dời. Và để cho mũi dời của mình khít lại, các bạn sẽ kéo cho mình sợi len lên một tí và guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại để lát nữa mình không có bị lầm mũi ở đây ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích Tiếp tục ở hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba thì các chân đầu tiên mình cũng làm tương tự như hàng bên dưới. Mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn cho đến gần cái họa tiết sò mà mình tạo đầu tiên ha. Mình sẽ móc và chừa hai cái chân móc sát với cái họa tiết sò nè. sau khi còn lại hai chân móc nữa mới đến họa tiết sò thì lúc này hai chân móc này các bạn sẽ không móc vào đó mà mình sẽ bỏ qua hai cái chân móc đó và mình sẽ móc vào cái họa tiết sò của mình ha thì để móc vào họa tiết sò nè bỏ qua cho mình hai chân móc sau đó ở họa tiết sò mình sẽ đâm kim vào cái khoảng nằm chính giữa của hai họa tiết của mình thì lúc này nó sẽ có một cái khoảng trống như thế này các bạn sẽ đâm kim vào đây và tạo cho mình một họa tiết sò tương tự mình cũng lấy len 4 lần liên tiếp lên kim đâm kim vào cái khoảng trống chính giữa ha lần thứ nhất nè kéo dài cho nó bằng với các họa tiết bên dưới lần thứ ba và lần thứ tư sau đó kéo len qua hết các đường trên kim móc lên một xích để khóa mũi và tiếp tục làm lần thứ hai đâm kim lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư sau đó móc lên một bính để khóa mũi ta hoàn tất được họa tiết sò rồi thì tiếp tục mình di chuyển kim đến chính giữa, ở đây mình có 3 chân của 3 mũi kép đơn thì mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ có 3 mũi kép đơn vào ba chân ha. Mũi thứ hai nè và mũi thứ ba. Được 3 mũi rồi thì tiếp tục sẽ là một họa tiết sò vào chính giữa của họa tiết sò ở đây. Mình cũng làm tương tự như phía bên này ha. Lấy len, sau đó đâm kim vào khoảng trống bốn lần liên tiếp nè lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư kéo qua hết các đường trên kim lên một bến khóa mũi tiếp tục lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư kéo qua hết các đường trên kim lên một bến khóa mũi sau khi đã hoàn tất được họa tiết của phần thân trước dài rồi thì mình sẽ di chuyển kim đến thân hông ở phía bên này á, mình trừ hai cái chân móc sát bên. Thì bây giờ các bạn cũng bỏ qua cho mình hai chân móc sát bên ha. Chân thứ nhất nè. Và chân thứ hai. Bỏ qua hai chân này. Móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối vòng móc. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên đây cái chân mũi dơi mình đã khóa lại cho nó nhỏ lại rồi nè Thì lúc này mình sẽ không có bị lầm mũi nữa ha Kết thúc vòng Móc lên một mũi móc xích Nhớ là phải khóa mũi ha Cho cái mũi dơi của mình nhỏ lại nè Móc lên một xích Hàng móc tiếp theo mình cũng làm tương tự như hàng móc mà mình vừa móc Tức mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình chừa ra hai chân móc sát với cái họa tiết sò đây là họa tiết sò nè thì mình đếm từ họa tiết sò đi ra hai mũi mình móc đến chân thứ ba ha bỏ qua hai mũi và móc đến chân thứ ba nè móc các cái mũi móc đơn đến chân thứ ba sau đó mình sẽ tạo họa tiết sò vào chính giữa này các mũi kép đơn thì móc đều và họa tiết sò kế bên sau đó tiếp tục bên này cũng bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba ha móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần thân dây của mình nè các bạn để ý cho mình ở cái phần đỉnh dây họa tiết sò của mình nó sẽ kéo đây mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi nào mà nó sắp xỉ bằng một nửa so với cái chiều dài của phần mặt đế đẩy ra phía này thì mình có thể chia mặt đế ra làm đôi mình sẽ móc cho đến khi sắp xỉ bằng một nửa đó ha đây phần mặt đế của mình nè thì các bạn có thể chia cho mình làm hai phần thì mình sẽ móc cái phần thân trước cho đến khi mình gần bằng một nửa của cái phần đó là được đối với size này mình đã móc lên tổng cộng là bốn hàng mũi đơn ta có bốn cái họa tiết sò so ở phía trước rồi thì lúc này cái chiều sâu từ phần thân trước đi ra nó sắp xỉ bằng một nửa so với cái độ dài của phần mặt đế rồi thì bây giờ mình sẽ móc hàng mũi móc đơn để mình kết hàng cho cái phần thân dài của mình ha để móc kết hàng này thì các bạn cũng móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các mũi đầu tiên thì làm tương tự như các hàng phía dưới ha. Cứ mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng các cái mũi móc đơn rồi nè, thì lúc này mình sẽ móc vào cái khoảng trống chính giữa của họa tiết sò, so. giúp cho cái phần thân dài của mình nó đẹp hơn thì móc vào chính giữa của họa tiết sò so đó một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến các cái chân móc của mũi kép đơn, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Thì khi mà mình móc viên như vậy, ở cái phần uh, sò của mình nó sẽ không có bị vuông mà nó tròn đều ha. Tiếp tục này móc vào chính giữa họa tiết sò này một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến các chân bên thân này. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì lúc này các bạn để ý nè, cái phần viền của mình nè Nó sẽ giúp cho cái phần thân trước nó có cái độ bo tròn chứ nó không bị vuông góc ha Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục kết thúc hàng Móc lên một xích sau đó cắt len Ta hoàn tất được phần thân trước rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây quai ha Mẫu dây của mình á, để phân biệt chiếc trái và phải thì nó sẽ dựa vào cái phần quai để phân biệt trái phải ha Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hai cái phần quai của hai chiếc thì mình sẽ hướng dẫn móc chiếc bên phải trước ha đây là chiếc bên phải nè phần dây qua nó sẽ được cài từ bên trái qua bên phải lúc này các bạn có thể dựa vào cái khoảng hở để mình luồn cái phần bàn chân vào mình lấy một nửa ha sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình giống thẳng nè mình sẽ đâm kim vào cái chân ở phía bên này sau đó đưa cho mình sợi len ra phía sau từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó chân và mình vừa móc móc một mũi kép đơn. Mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến các cái chân móc ở phía sau gót ha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi các bạn móc cho mình các cái mũi móc đơn cho đến những cái chân móc mà nó nằm thẳng với lại cái phần gót ở phía sau nè thì để giúp cho cái phần thân giày của mình khi mà mình sử dụng lâu dài á nó không có bị giãn ở cái phần gót giúp cho cái phần này nó có cái độ hơi bo lại nè thì đây là chiếc giày của mình nó hơi bo lại khi mình sử dụng lâu nó sẽ không có bị giãn mũi nhiều ha thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ở phía sau gót giày để giảm mũi nè đây là cái điểm gần chính giữa thôi ha các bạn sẽ chậm cho mình hai chân móc liên tiếp lại thành một mũi. đây mình sẽ chậm hai bên như thế này, chia điểm chính giữa ra chậm hai bên của điểm chính giữa ha. ta lấy len lên kim và đâm kim vào chân kế bên. nhớ dấu len thừa nhé. kéo len sau đó kéo qua hai đường trên kim. tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào chân kế tiếp. kéo len và kéo qua hai đường trên kim, sau đó kéo qua hết ba đường trên kim. Như vậy là hai chân mình chụm lại được thành một mũi nè, ta giảm được một mũi rồi. Tiếp tục móc cho mình khoảng 1 cho đến 2 mũi nằm chính giữa. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc thêm một mũi chụm nữa. Thì cái mũi chụm này nó cũng đối xứng với cái mũi chụm mà mình vừa có ha. Mình cũng lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc. Mỗi lần kéo len như vậy thì kéo qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất nè, tiếp tục lần thứ hai kéo qua hai chân sau đó kéo qua ba chân như vậy là ở cái phần gót mình sẽ giảm đi hai mũi móc ha giúp cho khi mà mình sử dụng lâu dài nó không có bị giãn mũi nhiều các chân kế tiếp thì mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn cho đến khi mình chập đôi cái phần đáy lại thì nó sẽ bằng ngang ngửa với cái chân móc đầu tiên mà mình làm ha sau khi hoàn tất cho mình được một hàng rồi bằng một nửa so với cái phần mà mình luồn bằng chân vào thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây quai ha để cho nó cân bằng các bạn có thể đếm số mũi móc bên này là bao nhiêu mũi và mình sẽ đếm số mũi móc còn lại để cho nó bằng nhau hơn hoàn tất được một cái độ cao của phần gót rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây quai nè để tạo phần dây quai đây là chiếc bên phải mình sẽ tạo từ điểm này ha móc lên cho mình một dây móc xích sao cho khi mà mình quành nó lại á nó sẽ có được một cái độ rộng để mình có thể cài qua bên hông. Mẫu này thì mình sẽ móc lên 15 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Vòng qua thì nó sẽ chạm với cái điểm đầu tiên mà mình móc nè. Khi đã có được độ dài của cái đoạn dây này rồi thì móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó mình lật lượt móc các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc xích đó. Tức là mình sẽ móc từ cái chân 15 ha. Mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được đến cuối hàng móc ta có được 15 mũi kép đơn và 15 chân để kết thúc cái dây này mình đâm kim vào chân của cái mũi mà mình móc mũi kép đơn cuối cùng ở phần thân sau móc vào đó một mũi dời sau đó kéo dài sợi len và cắt len mình sẽ tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ có được một phần dây qua cho chiếc bên phải như thế này từ bên trái vòng qua bên phải ha Đối với cái phần dây quai này mình sẽ sử dụng nút tầm khoảng 1 cho đến 1,2 cm. Mình sẽ cài vào chính giữa của hai thân mũi kép đơn. Nút của mình sẽ có đường kính tầm khoảng 1 cho đến 1,2 cm ha. Sử dụng các cái khoảng trống giữa các mũi kép đơn để mình cài vào nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc chiếc còn lại, chiếc bên trái ha. Để canh chỉnh cho hai bên bằng nhau thì đếm từ cái phần đỉnh dày, cái số mũi đơn này nè, đếm ngược ra tới cái phần mà mình bắt đầu móc của phần dây quai bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ giống thẳng cho mình bấy nhiêu mũi đối với cái chiếc còn lại mình cũng đếm cho bằng với số mũi móc luôn ha sau đó ta đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa đếm được mình cũng đưa sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua cái chân móc này Ở cái chiếc bên phải thì mình móc cái phần thân sau trước Còn đối với chiếc bên trái các bạn sẽ móc cho mình lên một dây móc xích Bằng với cái sợi dây móc xích ở cái phần dây quai này Tức là mình sẽ có 15 mũi móc xích ha Sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một phần dây quai tương tự trước Sau khi hoàn tất được 15 mũi kép đơn và 15 chân móc xích tạo được sợi dây quai rồi nè Thì tiếp tục mình sẽ móc cái phần thân sau Phần thân sau thì cũng làm tương tự như phần thân sau của chiếc bên phải ha Mỗi chân móc một mũi kép đơn và nhớ bo lại ở cái phần gót dây Sau đó móc tiếp cho mình các cái mũi móc cho đến khi ta bằng được cái bề ngang của phần thân dài ha Sau khi hoàn tất được phần thân sau và cũng bo gót lại cho phần gót của mình nó nhỏ lại rồi nè, nó thu lại như thế này rồi. Thì để kết thúc được cái chiếc giày ở bên trái các bạn móc lên hai mũi móc xích. Sau đó ta cũng đâm kim vào cái chân mình móc mũi kép đơn cuối cùng. Móc vào đó một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Mình sẽ sử dụng đầu kim nhỏ hoặc là kim khâu, các bạn sẽ giấu sợi len này ra phía sau ha. giấu vào trong các cái mũi móc nè sau đó mình khâu nút ở đây như vậy là ta sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên trái khi khâu nút hoàn tất rồi nè thì cái khoảng cách giữa hai cái mũi kép đơn ở phần dây quai mình sẽ cài vào trong cái phần nút của mình ha nút khoảng tầm 1 cho đến 1,2 cm nó sẽ chắc chắn hơn nè như vậy là mình vừa hoàn tất được một đôi giày len cho bé xinh xắn như thế này Mẫu này các bạn có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size cho bé tùy thích ha Đối với size lớn thì mình sẽ sử dụng mặt đế xốp để mình dán ở phía dưới Giúp cho phần thân giày của mình nó được cứng cáp hơn Bé tập đi được dễ hơn ha Và cách mà mình dán đế xốp mình cũng có hướng dẫn ở video trước rồi Mình cũng có để link ở phần mô tả ha Các bạn sẽ tham khảo phần mô tả ha Nếu có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc Chúc các bạn móc thành công